What's up? Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại cùng với cả Làm Beat của Minh Vũ tập 5. Và hôm nay tôi muốn nói đến một cái vấn đề rất quan trọng đối với tất cả những anh em đang bắt đầu thu âm và làm nhạc. Đó là làm thế nào để chọn một cái microphone tốt nhất cho bản thân. Và hôm nay thì ở đây tôi có hai chiếc microphone tượng trưng cho hai thái cực. Một chiếc microphone SE Electronic 4400A vừa có giá là khoảng rơi vào khoảng 700 đô, tức là khoảng vào tầm 12 triệu, 12 đến 15 triệu. Và thứ hai là một cái mic Neewer BM800. Chiếc mic này thì có thể rơi vào khoảng từ 20 đô đến 30 đô, nghĩa là rơi vào khoảng từ 400 đến 600 nghìn. Và thường khi bạn mua cái mic này nó sẽ kèm với cả một bộ gồm có chân mic và một cái pop filter. Vậy thì đầu tiên ý, tôi muốn xem là cái điểm khác biệt giữa chất lượng của hai cái mic này là gì. Tôi muốn xem là cái mic 12 triệu và một cái mic 500 nghìn nó sẽ đem lại cho bạn được những cái gì, và bạn có nhất thiết phải bỏ ra 12 triệu để mua một cái microphone hay không. Đầu tiên ý, thì tôi muốn nói là sau 7 năm làm nhạc và thu âm ý, thì tôi đã trải qua những con mic. Thứ nhất là con Behringer U1U và thứ hai là con Audio Technica AT2020, thứ ba là con Rode NT1, thứ tư là con SE Electronic 2200A, và cuối cùng là đến con mic này, con SE Electronic 4400A. Nhưng thực sự cái sự khác biệt giữa hai con mic này nó lớn như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi vào và phân tích. Ok. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu đi vào phân tích cái chất lượng và sự khác biệt giữa hai cái microphone, thì tôi muốn nói là hiện giờ tôi đang dùng một cái audio interface của Scarlett. Và theo như tôi thấy thì các loại audio interface dù giá cao hay thấp thì cái chất lượng âm thanh nó không ảnh hưởng quá nhiều, mà thay vào đó cái sự khác biệt nó sẽ nằm ở những cái tính năng phụ. Chẳng như là cái audio interface của tôi thì nó có 4 input, nghĩa là có 2 cổng input cho microphone và 2 cổng input cho guitar hay là cho những cái phụ khác. Hoặc nếu như bạn bắt đầu với những cái audio interface giá rẻ hơn thì có thể nó chỉ có 1 input và 1 output chẳng hạn. Đó. Với các bạn thì nó là như thế. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích hai cái microphone. Ok. Ok, và bây giờ chúng ta đã quay trở lại ở trong FL Studio. Và để phân tích cái sự khác biệt và chất lượng của hai cái microphone, tôi sẽ cùng thu âm một cái đoạn như nhau, nhưng chúng nó sẽ được cho vào hai cái input khác nhau. Và để chúng ta bắt đầu đi vào phân tích cái chất lượng và sự khác biệt giữa hai cái microphone, tôi sẽ lần lượt cắm từ cái microphone vào cái audio interface và tôi sẽ thu một đoạn giống y hệt nhau để chúng ta cùng có thể phân tích cái sự khác biệt giữa audio của hai cái microphone là gì. Ok? Ok. Alo alo 1 2 3 4, alo alo 1 2 3 4. Ok, vậy là chúng ta đã thu xong. Đầu tiên thì tôi sẽ cho các bạn nghe thử âm thanh từ cái con mic BM800 nhé. Alo alo 1 2 3 4, alo alo 1 2 3 4, đây là mic Neewer BM800, alo alo 1 2 3 4. Và bây giờ là âm thanh từ con mic SE Electronic. Alo alo 1 2 3 4, alo alo 1 2 3 4, và đây là mic SE Electronic 4400A, alo alo 1 2 3 4. Và sau khi nghe lại đoạn thu âm từ hai cái microphone thì tôi có thể nhận thấy cái điều đầu tiên, đó là cái con mic Neewer BM800 nó thiếu ở cái giải tần số thấp, nên là cái giọng của tôi nó không có cái độ trầm và không có cái độ ấm. Còn đối với cái mic SE Electronic thì tôi có thể thấy là cái độ những cái giải tần số nó được thể hiện một cách rõ rệt hơn. Nó có giải tần số thấp, nó có giải tần số cao, và tất cả những giải tần số nó đều được thể hiện ở trên cái đoạn audio đấy. Vậy thì chúng ta có thể kết luận ngay một điều ở đây, đó chính là gì? Với cái microphone đắt tiền thì cái giải tần số nó sẽ được thể hiện một cách hoàn chỉnh hơn và rõ hơn so với một cái microphone có giá rẻ hơn. Nhưng tất nhiên, nói thế tôi cũng phải nói rằng tôi thực sự rất hài lòng và ấn tượng về cái chất lượng của con mic Neewer này. Bởi vì trong cái tầm giá 400.000 đến 500.000, nó là một cái sự lựa chọn khá hoàn hảo cho những bạn nào mới bắt đầu thu âm. Các bạn có thể hoàn toàn thu một track và các bạn có thể mix nó để sao cho nghe nó hay nhất. Nếu như bạn mới bắt đầu và bạn có một cái budget khá hơn, chẳng hạn vào khoảng tầm 5 triệu, thì tôi khuyên các bạn nên nhìn vào những con microphone khác, chẳng hạn như là con Rode NT1 cũng rất tốt, hoặc là Audio Technica AT2020, hoặc đặc biệt là con SE Electronic 2200A. Tôi đã dùng con mic đấy khoảng 3 năm trời và tôi không có một cái giây phút nào mà tôi cảm thấy là tôi cần một con mic khác, cho nên khi tôi chuyển sang con mic này. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bạn invest, khi mà bạn đầu tư vào một cái microphone như thế, nó sẽ đi cùng với bạn một cái con đường dài hơn. Bởi vì
Nếu như bạn dùng con mic này thì tôi nghĩ là sau khoảng 1-2 năm bạn sẽ cảm thấy bị giới hạn bởi cái chất lượng của microphone, và khi đó bạn sẽ muốn có một cái tốt hơn. Ok, và vậy là phần thứ nhất đã xong. Chúng ta đã biết được là cái sự khác biệt giữa một cái microphone 500.000 và một cái microphone 12 triệu nó khác nhau như thế nào. Đến cái phần thứ hai thì tôi muốn nói đến cái phần khả dụng, cái phần thực dụng của hai cái chiếc microphone này. Và vì thế tôi sẽ thử một cái đoạn freestyle bằng hai cái microphone và sẽ cho các bạn nghe. Ok. Ok, đã thu xong. Và ở đây cái vocal ở dưới đó là vocal từ con mic SE4400A. Một chiều mùa hè anh ngồi test mic freestyle cho chuẩn, không được phép sai. Anh yêu mọi người không hề ghét ai, bởi vì anh là good boy không phải bad guy. Và đây là từ con mic Neewer BM800. Một chiều mùa hè anh ngồi test mic freestyle cho chuẩn, không được phép sai. Anh yêu mọi người không hề ghét ai, bởi vì anh là good boy không phải bad guy. Và lại một lần nữa chúng ta có thể thấy cái sự khác biệt, đó là cái sự mất đi của cái dải tần số thấp ở cái con mic Neewer. Nhưng điều đấy không có nghĩa là chúng ta sẽ không làm được gì cả. Và để ví dụ thì tôi sẽ bắt đầu thử mic hai cái vocal. Ok. Và làm thế nào để mix vocal ấy thì tôi đã có một cái video trước đây. Bạn nào mà muốn xem lại cách mix vocal cơ bản nhất thì có thể click vào đường link ở đây. Đây. Tôi cũng không rõ nữa. Vâng, và tôi sẽ cho các bạn nghe lại cái đoạn thu âm giữa hai cái microphone. Tôi mix hai cái microphone y hệt như nhau và để cho các bạn nghe thấy cái sự khác biệt rõ nhất. Ok. Một chiều mùa hè anh ngồi test mic freestyle cho chuẩn, không được phép sai. Anh yêu mọi người không hề ghét ai, bởi vì anh là good boy không phải bad guy. Một chiều mùa hè anh ngồi test mic freestyle cho chuẩn, không được phép sai. Anh yêu mọi người không hề ghét ai, bởi vì anh là good boy không phải bad guy. Và sau khi chúng ta biết được cái điểm yếu của cái microphone Neewer đó là gì, đó là nó thiếu đi cái dải tần số thấp và nó hơi quá sắc ở cái dải tần số cao, chúng ta sẽ đi vào phần mix, đúng không ạ? Chẳng như đây tôi để so sánh, đây là cái dải EQ tôi dùng cho cái con microphone SE Electronic. Và vì thế nên là đối với cái con mic Neewer tôi sẽ không cắt cái dải tần số thấp quá là mạnh, tôi cũng không đẩy cái dải tần số cao quá là cao nữa, và chúng ta sẽ nghe thử lại nhá. Một chiều mùa hè anh ngồi test mic freestyle cho chuẩn, không được phép sai. Anh yêu mọi người không hề ghét ai, bởi vì anh là good boy không phải bad guy. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lại cả hai vocal cùng một lúc. Một chiều mùa hè anh ngồi test mic freestyle cho chuẩn, không được phép sai. Anh yêu mọi người không hề ghét ai, bởi vì anh là good boy không phải bad guy. Một chiều mùa hè anh ngồi test mic freestyle cho chuẩn, không được phép sai. Anh yêu mọi người không hề ghét ai, bởi vì anh là good boy không phải bad guy. Ok, và như các bạn đã có thể thấy, cái sự khác biệt giữa hai cái microphone nó đã không còn quá dễ để mà nhận được ra nữa. Đối với những người bình thường thì tôi nghĩ là sẽ không ai nhận ra được có một sự khác biệt giữa hai cái microphone. Nhưng mà như tôi đã nói, cái sự khác biệt giữa một cái microphone cao cấp và một cái microphone giá rẻ như là cái con microphone Neewer là gì? Đó là với những cái microphone cao cấp, nó cho bạn một cái dải tần số đầy đủ nhất để bạn có thể thao hồ mà mix và đảm bảo được là cái âm thanh của bạn nó được tái tạo một cách trung thực nhất. Còn với những cái microphone giá rẻ thì nó chỉ đơn giản là nó sẽ giúp bạn thu âm cái vocal của bạn lại. Tôi không nghĩ là bạn có thể dùng cái microphone Neewer cho bất kỳ một cái studio chuyên nghiệp nào. Nhưng nếu như bạn mới bắt đầu, thoải mái đi. Ok. Vậy nên là thay vì ngồi suy nghĩ quá nhiều về cái việc là chọn microphone gì, chọn audio interface gì, hãy cứ chọn những cái combo mà nó phù hợp với túi tiền của bạn nhất. Và thay vào đó hãy dành thời gian để mà học mix từ Bích Vũ. Nhưng sau khi các bạn đã có một chiếc microphone và một chiếc audio interface để các bạn có thể thu âm vào máy tính của bạn, thì vấn đề nó chưa dừng lại ở đấy. Để thu âm thì các bạn cần phải có một cái chân mic và một cái pop filter. Các bạn ví dụ một cái pop filter này thì có giá rơi vào khoảng 10 đô, nghĩa là rơi vào khoảng 200.000 đến 300.000. Có hai loại pop filter ở trên thị trường. Thứ nhất là loại pop filter bằng vải, và thứ hai là loại pop filter bằng kim loại. Thực ra ấy, cái sự khác biệt giữa hai cái loại pop filter kim loại và vải nó không khác nhau quá nhiều. Chỉ có một cái khác nhau là gì, tôi thấy cái pop filter kim loại nó thường nhẹ hơn và nó dễ rửa hơn. Với cái pop filter vải ấy, khi các bạn rap đúng không, thì nước bọt nó bắn tung tóe vào cái vải và nó sau lâu ngày nó sẽ rất là hôi. Và các bạn phải đem đi giặt rồi các bạn phải phơi cho nó khô. Còn đối với cái pop filter kim loại, các bạn có thể đem ra chậu rửa bát, các bạn cọ nó như một cái bát đĩa bình thường và các bạn lại đem vào nó thơm như mới, đúng không ạ? Và cái cuối cùng đó là làm thế nào để cách âm. Thì nó có rất nhiều cách để mà cách âm.
Đối với cái bộ setup của tôi thì như các bạn có thể thấy ở đây là tôi dùng một cái rào cản âm. Cái rào cản âm này thì thường có giá dao động khoảng từ 200 đến 300 đô, nghĩa là khoảng tầm 5 triệu đến 6 triệu. Nhưng tất nhiên khi mà lúc mới bắt đầu ý, thì các bạn chưa nên đầu tư như thế. Tôi có một cái tip nhỏ nhỏ, đó là khi mà các bạn mới bắt đầu ý, thì các bạn nên dựng mic vào một cái góc tường, đúng không ạ? Và các bạn đặt mic ở vào cái góc tường này, và sau đó các bạn treo khăn tắm hoặc là treo áo khoác hoặc bất kể những cái loại vải mềm gì vào hai cái bức tường đó. Và sau khi các bạn làm như vậy, các bạn có thể cảm thấy cái sự khác biệt rõ ràng. Cứ tin tôi đi, ok? À quên mất, tôi muốn add thêm một cái ý này, đó là làm thế nào để treo mic cho chuẩn. Nhiều người thì sẽ để mic dựng đứng, và nhiều người thì sẽ treo mic nó ngược xuống. Thực ra cái cách này nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng âm thanh cả. Nhưng đối với kinh nghiệm tôi ý, thì tôi thấy khi mà treo mic ngược thì chúng ta sẽ có nhiều cái khoảng không ở dưới để chúng ta có thể cầm lyric và cầm phone. Chỉ đơn giản là như thế thôi, ok? Vâng, và đến đây là kết thúc cái video là Big Wing Vũ tập 5, là thế nào để chọn microphone tốt nhất cho bạn. Tôi hy vọng là cái video này sẽ phần nào giúp được các bạn trong cái sự lựa chọn microphone cho mình. Và trong video lần sau, tôi hứa là tôi sẽ làm một cái video về thế nào để làm beat cùng với sample, hay còn gọi là sample beat, như là Kanye West, như là Dr. Dre, hay như là rất nhiều những cái producer khác, như là Boy Wonder này, Jay Dealer này, hoặc là như tôi. Ok? Ok. Bình Vũ out. Peace! Got my beat from big, got my beat from under.